Ok, và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Cũng như là chúng ta sẽ cập nhật về dùng của Bitcoin nhé Trong buổi sáng ngày hôm nay khi mình đang ngồi cập nhật thị trường với anh em Thì Bitcoin đang giao dịch quanh mức 22.300 đô Ờ, chúng ta có một cái phiên giảm giá của Bitcoin trong uh, sáng ngày hôm nay khi Bitcoin nó đang tạo một cái vùng sideways ở trên cái cung H4, thì uh, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rằng nó là Bitcoin nó đã phá vỡ cái vùng sideways ở trên H4 và nó tiến về cái vùng 22.300 đô. Thì uh, sau đó thì mọi người chúng ta sẽ bật cái xuống của D1 lên thì uh, chúng ta cũng thấy rằng nói là thực ra cái cây nến giảm giá của Bitcoin trong ngày hôm qua thì nó cũng không phải là một cái cây nến nó giảm giá quá lớn khi mà chúng ta nhìn cái trả ở D1 và ở trên cái D1 thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy cái xu của Bitcoin và Bitcoin đang trụ được ở trên cái vùng hỗ trợ khá là mạnh ở cái vùng giá này. Thì uh, Bitcoin của chúng ta thì có một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh ở cái vùng giá khoảng 22.000 đô. Thì uh, thời điểm này thì uh, Bitcoin của chúng ta nó vẫn đang vẫn đang trụ ở cái vùng giá này thôi anh em ạ. điểm này thì uh, nếu anh em mà chúng ta muốn đi chợ thì uh, theo như mình thì ở cái vùng giá này thì mọi người có thể cân nhắc chúng ta có thể mua thêm hoặc là chúng ta đi chợ thêm. Tại vì ở cái vùng giá khoảng 22 ngàn 22.200 đô này. Thì đây là một cái vùng hỗ trợ mạnh cả với cả với Bitcoin và cả với Ancoin nữa. Nên theo như mình là nếu như anh em mà chúng ta muốn trung bình giá và anh em chúng ta muốn mua thêm. Thì đây sẽ là một cái vùng giá khá là tốt và rất là đẹp hình ta có thể trung bình giá được. So với những cái vùng giá trên thì những cái đồng Ancoin nó cũng có một cái sự điều chỉnh rồi cái vùng giá này thì chúng ta sẽ có một cái nền giá tốt hơn thì uh, mọi người sẽ cân nhắc giúp mình nhá nếu anh em mà chúng ta chúng ta muốn thì chúng ta có thể đi chợ được về cái con sóng này thì uh, trong thời hấp tới thì nếu như trường hợp mà thị trường nó xảy ra những cái tín hiệu xấu và bitcoin có thể nó sẽ rớt về cái vùng giá 20.600 đô này thì nếu như mà cái vùng 20.600 đô này nó bị phá vỡ thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sẽ cắt out ra ngoài được không ạ còn với thời điểm ngày hôm nay thì theo mình thì Bitcoin nó vẫn đang trụ ở cái vùng hỗ trợ thôi, nó chưa phải là vấn đề. Trong trường hợp Bitcoin nó phá khoảng 20k6 thì chúng ta sẽ tính toán có thể là chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Còn ngày hôm nay thì nó vẫn đang giao dịch ở cái vùng phía bên trên anh em nhé Thì gian uh, này thì mình vẫn đang uh, tháng trước thì mình có vào hàng và bây giờ thì mình vẫn đang giữ cái danh mục đầu tư thôi. Mình cũng chưa có ý định là mình bán ra đúng không ạ? Thậm chí là trong ngày hôm nay thì uh, chúng ta có thể mua thêm được anh em ạ. Thì uh, khi mà mình vào lệnh trong tháng này thì mình vẫn vẫn chia sẻ với anh em rồi đó chính là bản thân của mình thì mình sẽ chấp nhận nó nhà trong trường hợp xấu thì mình sẽ cắt lỗ đấy là điều bình thường trong thị trường này còn nếu như anh em mà chúng ta không chịu được cái cái cảm giác đó nữa thì mọi người chúng ta có thể là chúng ta đứng ngoài quan sát tại vì cái việc mà chúng ta giữ tiền thì nó không bao giờ là sai trong thị trường cả đấy nên mọi người chúng ta có thể tính toán rủi ro giúp mình sau đó thì chúng ta sẽ phân bổ vốn <laughs> về cái khung thời gian của M30 thì uh, chúng ta nhìn thấy một cái một cái nhịp giảm của Bitcoin ở trên cái khung thời gian M30. Nói chung là với với anh em thì mình không biết này nào nhưng mà với mình thì thực ra là mình sẽ tính mình mua thêm anh em nhé chứ không không cố định là mình bán ra đâu. Còn cái việc cắt hay là cái việc bán ra là do do địch chiến được chơi của anh em và do cái việc phân bổ vốn của anh em thôi theo mình thì vùng giá này là cái vùng giá mà những cái đồng an coi bắt đầu nó cũng có một cái sự giảm giá nhiều rồi và ngay cả với bitcoin cũng vậy thì cái này thì tùy mọi người thôi đúng không ạ về chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái chạc của đồng coi ethereum ethereum của chúng ta thì uh, sóng của ethereum nó chạy tương tự và khá là giống với cái sóng của bitcoin thì ethereum thì vùng giá này thì uh, nếu anh em mà chúng ta muốn đầu tư và anh em muốn đi chợ thì anh em chúng ta có thể đi chợ được anh em nhé trong trường hợp mà Ethereum nó phá và nó về khoảng đầu đôi đâu đấy khoảng quanh 1.400 đô này thì chúng ta có thể chúng ta tính toán để chúng ta cắt đi còn hiện tại thì với mình thì Ethereum ở trong cái cái con sóng này nó vẫn bình thường thôi nó vẫn đang quay trở lại và nó test lại cái vùng hỗ trợ đúng không ạ thì trong lần này thì anh em sẽ để ý giúp mình là trong lần này thì thị trường chúng ta nó đang chạy sóng ở trên cái khung gian D1 nên cái việc mà thị trường nó biến động mạnh hay là cái việc mà những cái đầu ăn coi nó có biến động mạnh là cái đầu bình thường. Tại vì thông thường trong một cái con sóng trung hạn ấy, thì những cái đồng ăn coi chúng ta nó có thể biến động trung bình khoảng tầm 15% và thậm chí là có những cái thời điểm mà những cái đồng ăn coi nếu như mà gì nó nó biến động thì có thể lên đến khoảng tầm trên dưới 20% là bình thường. Thì với một cái biên độ như vậy là một cái biên độ rất là bình thường khi mà chúng ta đầu tư còn một cái sóng trung hạn thì khi mà anh em mà trong trường hợp thị trường nó xấu nó xảy ra thì cái việc cắt lỗ thì anh em chúng ta có thể âm đến khoảng 20 cho đến 20 năm thậm chí là hơn một chút thì đấy là một cái khoản cắt lỗ khi mà chúng ta đầu tư một cái sóng trung hạn và một cái con sóng trung hạn thì dự kiến với cái target của mình nó sẽ đâu đến khoảng tầm 50 cho đến diện x2 tài khoản thế nên là nếu mà anh em mà chúng ta đầu tư vào mà anh em chúng ta không chấp nhận được rủi ro thì trong thời gian vừa qua thì mình cũng có chia sẻ với anh em rồi đúng không ạ thì chúng ta chỉ nên đi một cái một cái volume nhỏ thôi đấy thì ở uh, chúng ta có trách nhiệm với cái việc tài khoản khi mà chúng ta vào lệnh thì nếu mà như vậy được thì sau này anh em mà chúng ta mới có mới gì ạ chúng ta mới vững tâm lý được còn nếu như mà đôi khi chúng ta không chấp nhận được rủi ro nhưng mà chúng ta chúng ta lại đánh ma ghi chúng đánh đòn bẩy thì có thể là sau này mọi người sẽ phải trả một cái giá rất là đắt đó rồi chúng ta sẽ nhìn qua một chút về sóng của bnb đi ạ BNB của chúng ta thì về cơ bản là BNB của chúng ta nó vẫn đang đi ở trong một cái biên ngang một cái biên độ sideways của BNB ở cái giá này thì với BNB thì nó vẫn đang chạy này thôi thì BNB cũng là một cái đồng coi mà anh em nếu như chúng ta muốn xuống tiền và anh em chúng ta muốn đầu tư thì theo mình thì đây cũng là một cái nền giá chúng ta có thể đầu tư được thì cái nền giá khoảng 290 đô thì đây cũng là một cái nền giá rất là tốt thì cái việc mà mọi người đầu tư và cái việc mọi người xuống tiền thì em nghĩ rằng đây cũng là một cái vùng giá chúng ta có thể mua được thêm về cái target thì chúng ta có thể hướng tới nếu như trường hợp thị trường nó chạy thì chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời được ở cái nền giá phía bên trên này thì thời gian này theo như mình thì mình khuyến thích mọi người là chúng ta nên nhìn cái xu hướng của bitcoin ở trên đây một để chúng ta đỡ bị tâm lý mọi người tại vì mọi người nhìn cho mình nhá đó là cái khung giá mà 30 đúng không ạ thì có thể là mọi người sẽ nhìn thấy những cái cây nến đỏ rất là dài xuống đây đúng không ạ nhưng mà thực ra nếu như mọi người bật qua một cái chạc của đây một tí nó cũng chỉ là một cây nến rất là bình thường đây cũng chỉ là một cái cây nến rất là bình thường so với những cái cây nến ở phía bên cạnh này thôi đúng không ạ nhưng mà sau khi mà nó giảm xong thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vùng tích lũy này thì trường tăng giá là lại thì với mình thì khuyến khích mọi người là thực sự là nếu như mọi người chơi trong một cái sóng trung hạn thì mọi người nên bật cái biểu đồ và chúng ta nên nhìn cái xu hướng của bitcoin ở trên cái khung đây một để cho chúng ta đỡ bị tâm lý còn nếu anh em mà chơi ở đêm 1 mà bây giờ anh em bật cái khung thời gian mà 30 lên đúng không ạ? Thì tất nhiên là anh em vẫn có thể xem được thôi nhưng có một cái điều chắc chắn là cái tâm lý của anh em nó rất là hoang mang. Chúng ta sẽ rất là lo lắng. Nhưng mà mình khuyên anh em thật sự đó nha, chúng ta hãy nhìn cái xuống ở đêm 1 để chúng ta có những kế hoạch và chúng ta chúng ta chúng ta đỡ về tâm lý. Ok, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật thị trường với anh em như vậy Mình sẽ tổng hợp lại với anh em một chút đó như là thời điểm này Bitcoin hay là an chúng ta nó đang gặp một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh ở cái mức giá này nên nếu như mà mọi người chúng ta muốn đi chợ và chúng ta muốn vào hàng thì đây là một cái lần giá mà chúng ta có thể mua và chúng ta trung bình giá đúng không ạ và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây và hẹn gặp lại mọi người trong những ngày video tiếp theo bye mọi người